Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo thí điểm hệ thống quản lý tăng ni Phật tử. Hệ thống này bao gồm 3 phần hệ: ứng dụng di động cho Phật tử, phần mềm quản lý tăng ni và phần mềm quản lý hành chính của Giáo hội Phật giáo. Ứng dụng di động cho Phật tử sẽ cho phép đăng nhập thông qua tài khoản VNeID, đăng ký ghi danh Phật tử, đăng ký quy y Tam bảo xem thông tin hành chính của giáo hội cũng như xem tin tức sự kiện và các ngày lễ phật giáo cùng với việc nghe giảng pháp trong phần mềm quản lý tăng ni sẽ có các chức năng chính như quản lý phật tử quản lý tăng ni quản lý hồ sơ thụ giới hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh hồ sơ thuyên chuyển ngoại tỉnh hồ sơ cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận tăng ni hồ sơ cập nhật thông tin tăng ni hồ sơ xuất gia an cư kết hạ báo cáo thống kê